hàng chục hộ dân đang sinh sống tại thôn Cầu Rẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết nhà máy rác đóng tại địa phận xã Duy Minh của huyện Duy Tiên, Hà Nam là nỗi bức xúc của họ bao lâu nay. Nhiều lúc mà gió lồm với cả những mùi rác thải mà nó đưa về đây thì không thể ngửi được, tưởng tượng được, ra vào đóng cửa suốt ngày đêm mà cứ ra vào cái mở cửa ra lại mùi rác thải nó lại đưa vào trong nhà, lúc nào cũng phải có mùi như là hôi thối. Thường là chúng tôi ở đây là chúng tôi thường là cứ phải là đóng cửa hết tất cả cái cửa buổi chiều nên là hứng gió để hưởng cái không khí trong lành thì lại buồn chúng tôi phải đóng cửa vào là thứ nhất. Cái thứ hai là cái tầm gió lồm ấy thì là nó hay có đưa mùi lên và rất là khó chịu và không thể tả được. Hôm thì nó chua chua, hôm thì nó thối, hôm thì nó đớt thì nó khét. Những hôm lắng là khó chịu, bẩn, thối, mà nó thối như thế khó ngửi lắm. Được biết nhà máy xử lý rác thải này là của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tâm Sinh Nghĩa, được xây dựng từ năm 2010. Công suất lò đốt là 20 tấn trên ngày đêm, hoạt động từ tháng 12 năm 2012. Tháng 1 năm 2013, nhà máy đầu tư nâng cấp lên công suất 70 tấn trên ngày đêm. Tháng 8 năm 2015 thì hoạt động. Trung bình mỗi ngày nhà máy tiếp nhận khoảng 50 tấn rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, từ ngày vận hành, hệ thống lò đốt rác khói bụi thải ra môi trường càng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.